Đó, chỉ có một điểm duy nhất nó chạm mới được. Không chạm nó ra đây. Là tới là lối ra qua là về này. Đó, nó chỉ có bạn này tới cho đầu xa này sao chạm. Nó chỉ có góc gần nhất nó chạm thôi. Rồi. Hai ly hả? Đó, 270 thì từ đi 1.05. Thì bây giờ đi 1.7 rồi. Nó vẫn hơn 12 mày không sao đâu. Đi 0.5 rồi, đó, đi 2 phút là 2 ly hả? 3, 2 ly hả?